Dạ, xin mến chào quý các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Tấn đó quý vị. Thì hôm nay tiếp tục ảnh về hai cây tứ quý tàn với một số phôi ha. Thì lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Mình cũng cảm ơn quý vị đã ủng hộ anh những video vừa rồi ha, quý vị thành công. Quý vị nào xem đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo anh Tấn. Quý vị. Rồi anh Tấn ơi. Ôi. Cây này cây tứ quý này cây số 1 cho anh Hảo có chiều cao với tán ngang cho em anh Tấn. Cao hả? À. Địa chỉ của anh ở đây cũng chợ Gạo Tiền Giang ha quý vị. Cũ ha, khách hàng cũ luôn nha. Dạ. 2 m 2. Rồi tính 2 m đi. Rồi Hảo tán ngang anh. 2 m. Cây này một thân một cốt không quý vị? Tán ngang cũng hơn 2 m luôn. Đầu vô đôi chuột ha. Hơn 2 m. Tán ngang cũng hơn 2 m có hơn. Tàn tròn không quý vị? 2 m đi nha, 2 m cao 2 m đi, hết được. Tàn tròn không? Dạ. Một thân một cốt đầu vô đôi chuột không quý vị? Rồi đây dàn xương đó quý vị, một thân một cốt rõ nét ha, lên giót luôn ha quý vị. Đó. Tay cành tứ diện ha quý vị, lực lực không ha. Rồi anh Tấn ơi, cho em cái thông số anh Tấn. Quanh 28 38 hả quý vị? Cao qua thấp thân ơi. Dạ. Tay cành số 1. Không mấy đây đi đường qua mấy đây. Rồi rồi không thì anh đo anh báo được. Số 1 là 24. Rồi cho chiều sổ tổng nội đế đường kính bầu luôn anh. Sổ 30. Rồi. Tổng nội đế rồi. Rồi tổng nội đế chắc rồi 170. 78 hả quý vị? Đường kính bầu luôn anh. Kính bầu. Rồi nè, rồi né ra cái anh Tân. Đây để đi quý vị. Để sổ bùng đều hết luôn ha. Bầu dày lắm nha, còn khui nữa à. Để đặt luôn quý vị. Cái cửa nó xuống được ngon lành hả? Không, không hả? Thằng một cốt không quý vị, cây này sạch cây ha quý vị. Không có tì vết gì ha. Dàn xương khá ấm không quý vị? Cái này rút phôi ghép bông đẹp nữa không quý vị? Rồi cái số 1 mình giao lưu giá sao anh Tấn? Rồi cái số 1 12 triệu bao ship. Bao ship toàn quốc. Cái thôi, chứ toàn quốc nổi đâu. Rồi. Ví dụ toàn quốc rồi quý vị có thể thương lượng với anh Tấn ha. Rồi. Rồi qua cái số 2. Chơi toàn quốc luôn. Cái số 2 cũng là cây tàn luôn hả Tấn? Anh Tấn. Số 2 tàn luôn. Rồi Hảo cho em chiều cao lên Tấn ơi. Rồi cũng thằng không một con thằng một cốt không quý vị. Rồi ngang cắt tầm 2 mét rưỡi trường ơi. Dạ. Ê, cái này nó bị gì ta? Tàn tròn không quý vị? Không lép không trống chỗ nào ha. Dán hơi lắc không quý vị, cũng một thằng một cốt luôn đầu vô đôi chuột. Rồi đây quý vị dàn xương đây quý vị, một thân một cốt rõ nét ha, cũng đầu voi đôi chuột lên, lên thân nó hơi lắc không quý vị. Rồi anh cho bàn thân anh Tấn ơi, thông số. Rồi 46. Bụng sơ yêu tinh 45 đi anh, cắn nở. Đừng kính bầu luôn anh. Này đế lật không quý vị? Rồi đường kính bầu 75. Cây này cây tàn, nói chung là đế còn không quý vị mà anh không khai thác. Tay cành số 1, 26. Dạ. Đế bung đều quý vị, lật hết luôn ha. Cây này nữa nói chung quý vị nhìn thực tế ngoài cây nó rất lực khả năng ha. Có chân chịu ngoài trước đầy đủ hết luôn ha quý vị. Cây này quý vị nếu mà về trồng xuống đế là cỡ 4 tấc nó vẫn được không quý vị? Tại cái này đế cắm không à. Dán hơi siêu không quý vị? Hơi lắc ha. Ta
tay cầm rất đều quý vị. Còn xương gam ha. Rồi cây số 2 này mình giao lưu giá sao Tấn? Rồi cây số 2 giao lưu 16 triệu. 16 triệu. Cũng bao xếp 200 cây luôn. Rồi. Nhưng mà giờ ưu tiên cái là 2 cây. 2 cây thì bán 25 triệu bao xếp. 2 cây này 25 triệu. Bao xếp. Rồi quý vị nào chốt 2 cây thì anh tính bớt giá ha quý vị. Tục là phôi ha quý vị. Rồi cây số 3 anh Tấn ơi. Qua cây này nè. Ủa tôi tính này là số 1 đi. Bỏ 2 cây đi. Rồi vậy kia kia là 2 cây tàn ha quý vị. Bây giờ mình trở lại phôi là mình tính theo số 1. Số 1 cây này thôi. Là ảnh cái bàn quay này nằm trển nhưng mà cây ảnh nằm ở đây không quý vị. Nên có gì quý vị chưa rõ đó chi tiết thì cứ liên hệ với ảnh ha, có thông cảm không quý vị. Rồi anh cho cái chiều cao anh. Cây này dạng cụm rừng không quý vị. Cái này một cụm rừng. 45. 45. Cái này dạng cụm rừng quý vị. Tổng là cụm rừng. Bây giờ anh trước mắt anh đo tổng cái vườn chủ này cho em đi. Cái cụm rừng này nói chung cái thông số 50. mình không có tính không quý vị. 50 không quý vị. Rồi cái thằng nhỏ này là nghệ thuật không quý vị. 23. 23. Rồi anh đo cái đi. 18. Anh đo cái đường kính bầu chiều dài luôn anh. 75. Rồi, cái này là cụm rừng không quý vị. Một cái tác phẩm bonsai cụm rừng. Cây này nói chung là cái tác phẩm này mình thấy cụm rừng nó cũng hợp lý ha quý vị. Thì cũng có cái cụm rừng thì nó cũng có từ lớn tới nhỏ rồi ẩn phức xa vậy ha. Đế đi quý vị. Chung cái này bonsai đi mình kêu vậy đi. Nghe nè đang anh Tấn. Rồi cái này mình vô lưu giá sao anh Tấn? 4 triệu. 4 triệu. Rồi cái này bao xếp Hàn Quốc ha anh. Rồi qua mã số 2. Là cây phôi tứ quý cũng một cốt hai thân ha quý vị. Cao 95. Rồi. Quanh 37. Rồi 37 hả quý vị. Rồi đây. Chịu khó đi vòng chưa? Khó đi mình quay. Rồi mã số 2 giá luôn Tấn ơi. 2 triệu. 2 triệu không quý vị. Rồi qua mã tiếp theo anh. Số 3. Rồi cây này cũng cao ha. Dạ. 1m. Rồi. 1. Chiều cao 1m1 quý vị. Quanh 39. Rồi cây này đế từ hình thú không quý vị, cái đuôi nó ha. Hai chân trước đuôi, hai chân trước có do chân chịu không quý vị. Hai thân luôn. Tay cầm đi quý vị. Anh cắt vậy ha, vậy quý vị cắt lại ha quý vị. Rồi cây này mình vô lưu giá sao anh Tấn? 4,5 triệu. 4,5 triệu là mã số 3 ha quý vị. Rồi mã số 3 4,5 triệu, mã tiếp theo anh. Số 4. Cái mặt câu này coi. Đo tổng tới đi, đo từ thân hết rồi. Dạ. Rồi, tổng cái tính 61 đi. Rồi 61. Đó từ thân từ M1 coi. Từ thân M1. Rồi, em được 45. Rồi. Em này 35. Rồi. 4 thôi. Cái này thì một cốt lên 3 thân không quý vị. Này về quý vị thả cành bay cũng được ha, mà quýnh lại cái trật cũng được không quý vị. Cây này quái được cái xác quý vị. Để cây này thì nó vậy không quý vị. Nó hai cây. Rồi cái này mình vô lâu giá sao Tấn? Rồi bán xác 4 triệu. Cây này anh bán xác 4 triệu không quý vị. Giá nói chung là tại cây không quý vị, 4 triệu rất rẻ không quý vị, tại vì được cái xác. Rồi tiếp theo anh. Số 5. Cao à. Cao giờ đó sao ta?
Đây đi. Rồi. Tính long. Rồi. Này mình đo 2 vị trí. Vị trí ba chín. Ngay củ đặt 39 ha quý vị, lên dùm em anh. 35. Rồi, 35 ha quý vị. Nguyên khối đặt luôn ha quý vị. Cây này nguyên củ đá đặt luôn ha. Đây để không quý vị. Nguyên khối đá đặt luôn. Cây này nguyên củ nạc ha quý vị. Đều hết luôn ha quý vị. Lên thì con cành lắc ha. Có cành này nó hồi ngược lại ha quý vị. Rồi cái này giá luôn Tấn ơi. 3,5 triệu Trường ơi. 3,5 triệu. Rồi tiếp theo anh. Số mấy rồi? Số 5. Số 5 rồi hả? Đây số 6 đây. Rồi số 6. Cây đầu đinh ha quý vị. Cao 20. Rồi. Quanh. Rồi. 36. Rồi sang dòng luôn anh. Sao gì lấy được sao? À, quên đó. Đừng khít vào. 50. Rồi. Này cũng đế gom không quý vị, nguyên cũ luôn ha. Mấy cái tính cộng mà hết tiền bán luôn. Rồi giá luôn Tấn ơi, 4 triệu. Rồi mà số 6 4 triệu không quý vị. Rồi mà số 7. Rồi 40 luôn. Rồi 40 chuẩn không quý vị. Cây này thì anh cắt vậy ha, về quý vị có thể phá thế lại không quý vị. Rồi nén ra cái tấn quay đường thân, đây đường thân lên ha quý vị, một cốt lên hai thân ha, nó thì thân vậy ha quý vị, về quý vị có thể nghĩ ra cái phá thế chơi ha. Này cũng xuống củ nở ha quý vị, đế này quý vị, đế bung đều lực ha quý vị. Rồi cái này mình vô lâu giá sao Tấn? 3 triệu trời ơi. 3 triệu. Rồi, cây mai số 8. Cây cụm rừng nữa coi. Cây này cây cụm rừng luôn không quý vị? Cây này thì thường chậu rồi. Cây này nó mấy tổng hết mấy thân rồi Tấn? Rồi 2, 3 2, 3 7 thân. 7 thân. Cây này 7 thân không quý vị? Cây này thường chậu rồi. Rồi anh nhà giờ anh Hạo tổng hết luôn đi Tấn ơi. Rồi Hạo tổng hết cái nồi đế trước ha quý vị. Rồi. 22. Rồi lên dòng eo anh. Cái này nói chung mình cũng không đo chi tiết hoành thân ha quý vị. Thì mình đo tổng hết luôn đi ha. Hoành thân còn mấy những cây đó thì cũng dao động từ mười mấy tới 20 ha quý vị. Rồi, tổng rồi là 70. Rồi. Cái mặt cắt nó không vậy chỗ đó đó quý vị thấy cây ha. Rồi cái này mình vô lưu giá làm sao anh Tấn? Vô lưu mà xếp luôn chậu luôn nha, về chơi bán chậu luôn á, 9 triệu. Tính luôn cái chậu là 9 triệu không quý vị? Để về chở đi luôn á. Rồi còn nữa anh Tấn? Rồi hết rồi. Rồi cuối video thì mình cũng thay mặt anh Tấn ha, cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video ha, xin quý vị hẹn video tiếp theo.